Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục EVN Thắp sáng niềm tin số tháng 7. Trong chuyên mục số này, chúng tôi xin được phản ánh các hoạt động của ngành điện. Tiếp đó là phóng sự về hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và phóng sự về tấm gương lao động tiêu biểu của ngành điện. Sau đây là nội dung chi tiết. Công ty Điện lực tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của ngành điện thời gian qua, đồng thời đề nghị Công ty Điện lực tỉnh thời gian tới tiếp tục cần dự báo, tính toán đầu tư xây dựng các dự án điện, đẩy mạnh chuyển đổi số, có nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh phụ tải phù hợp, đảm bảo an toàn tiết kiệm điện. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao bằng khen cho Công ty Điện lực tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn năm 2023 và sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng cuối năm, công ty tiếp tục thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đã đề ra, xây dựng và cải tạo lưới điện chung hạ thế nhằm giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng, khắc phục khiếm khuyết trên lưới, áp dụng công nghệ số trong công tác quản lý vận hành, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, trang cấp thiết bị máy móc hiện đại, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực tỉnh và Chi đoàn Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cao đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam cho các cán bộ, công nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngành điện. Để tưởng nhớ công lao và những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh quên mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực tỉnh và Chi đoàn Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với những người có công với đất nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các cán bộ, công nhân viên ngành điện xin ghi nhớ công ơn của các anh và nguyện cống hiến hết mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam mãi trường tồn và phát triển. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực tỉnh và Chi đoàn Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Sơn Dương. Các đoàn viên thanh niên là cán bộ, nhân viên ngành điện đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên và chia sẻ những mất mát đau thương do hậu quả của chiến tranh gây ra đối với cuộc sống và sức khỏe của các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Hàng năm vào dịp lễ Tết, dịp 27 tháng 7, ngành điện luôn có sự động viên, chia sẻ cả về tinh thần và vật chất, động viên các gia đình chính sách nỗ lực vươn lên, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Được chính sách, tất cả các ban ngành, ban giới quan tâm đến gia đình tôi này, tôi rất là cảm ơn và tôi là xúc động lắm. Rất cảm ơn và có tấm lòng của Đảng ủy, Ủy ban và cũng chung tất cả các anh, chị, đoàn để về đây là tôi tặng quà cho tôi, thì tôi xin cảm ơn. Những phần quà được trao đến tận tay các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của cán bộ, công nhân ngành điện đối với các gia đình chính sách. Qua đây cũng mong muốn các gia đình phát huy truyền thống của cha anh, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương đất nước. Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Tuyên Quang đã kết hợp với Chi đoàn Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp tặng quà cho 6 gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng tại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Qua chương trình thì chúng tôi muốn tỏ lòng biết ơn tới các anh hùng liệt sĩ và muốn tri ân tới gia đình, các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và các bạn đoàn viên thanh niên trong đơn vị. Những năm qua, Công ty Điện lực tỉnh luôn đồng hành cùng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống, tinh thần, vật chất tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với thân nhân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc, động viên các gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Với tổ chức bộ máy gồm 3 phòng chuyên môn, 3 đội sản xuất và 2 tổ nghiệp vụ, tổng số hơn 90 đoàn viên, công nhân viên chức người lao động. Trong những năm qua, Công đoàn Điện lực thành phố Tuyên Quang luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Phụ trách địa bàn khu vực trung tâm của tỉnh với khối lượng công việc lớn, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Điện lực thành phố luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, phục vụ nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố, đồng thời đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ các khu công nghiệp, khu chế xuất của tỉnh với hàng trăm doanh nghiệp hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh, của thành phố phát triển. Thời điểm liên tục diễn ra các đợt nắng nóng, Điện lực thành phố Tuyên Quang đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp một cách tốt nhất. Do thường xuyên phải hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, công việc nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động cao và đặc biệt nguy hiểm. Cùng với trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, ban lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là tổ chức công đoàn còn luôn quan tâm động viên người lao động bằng cả tinh thần và vật chất, góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần hăng say lao động cống hiến trong đội ngũ công nhân lao động trực tiếp. Trong quá trình hoạt động thì có rất là nhiều đoàn viên công đoàn đã có những cái thành tích rất cao, đóng góp vào cái hoàn thành cái nhiệm vụ chung của đơn vị. Đặc biệt là trong năm 2023, thì những ngày nắng nóng thì công đoàn cơ sở thành viên thường xuyên là ra hiện trường động viên thăm hỏi. Ngoài những cái động viên thăm hỏi của Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện Tuyên Quang, thì Công đoàn cơ sở thành viên thường xuyên sát sao với các tổ nhóm công tác thực hiện lao động và trong những ngày hè nắng nóng thì là kịp thời động viên để người lao động yên tâm công tác. Không quản ngại khó khăn gian khổ, nhiều đoàn viên công nhân viên chức lao động tiêu biểu của đơn vị luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời luôn có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đóng góp vào thành tích chung và sự phát triển của đơn vị, được tập đoàn, tổng công ty và công ty điện lực tỉnh ghi nhận, tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Tiêu biểu như tấm gương lao động giỏi của anh Ninh Quang Việt, chị Nguyễn Thủy Dương hay anh Đàm Tiến Duy. Đây là 3 trong số nhiều tấm gương lao động tiêu biểu của Điện lực thành phố Tuyên Quang nói riêng và công ty điện lực tỉnh nói chung. Họ đã và đang hàng ngày, hàng giờ miệt mài cống hiến, góp phần xây dựng hình ảnh người thợ điện tận tâm, tận lực vì khách hàng, tất cả hướng đến mục tiêu thắp sáng niềm tin tới khách hàng. Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả, những năm qua, công ty điện lực nói chung và tổ chức công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập người lao động. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành điện. Đến Điện lực Hàm Yên gặp gỡ tổ trưởng công đoàn, đội trưởng quản lý khách hàng, đội kinh doanh dịch vụ Hoàng Thanh Bình. Không chỉ là người năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, luôn đi sâu, đi sát cơ sở. Với vai trò là tổ trưởng công đoàn, anh còn luôn quan tâm động viên các đồng chí, đồng nghiệp trong công việc và cuộc sống. Luôn được anh em đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng, tín nhiệm. Trách nhiệm của công nhân ngành điện như chúng tôi thì đó là thường xuyên nhắc nhở và kiểm tra, phát hiện kịp thời những cái có nguy cơ xảy ra sự cố và kịp thời khắc phục, và cũng vận động bà con nhân dân là cũng có ý thức bảo vệ cái tài sản chung của ngành điện cũng như là cái dùng điện làm sao mà an toàn nhất trong cái mùa nắng nóng này. Còn đối với anh Nguyễn Ngọc Hưng, đội trưởng đội quản lý khách hàng, đội kinh doanh dịch vụ Điện lực Yên Sơn. Sau 25 năm gắn bó với ngành điện, anh luôn tâm niệm đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Chính vì lẽ đó, làm việc gì anh cũng luôn hết lòng, hết sức, với mong muốn được đóng góp công sức trí tuệ vào thành tích chung của đơn vị và sự phát triển bền vững của công ty. Khi tôi nhận được cái danh hiệu lao động giỏi của cấp tổng công ty, bản thân tôi cũng rất vui mừng và cũng sẽ cố gắng hết mình cùng động viên anh em trong đội và đơn vị, cũng sẽ cố gắng làm hoàn thành những công việc do đơn vị giao. Đây là 2 trong số 7 tấm gương lao động tiêu biểu cấp tổng công ty của ngành điện Tuyên Quang. Với hơn 600 cán bộ, công nhân người lao động toàn công ty, mỗi người mỗi lĩnh vực khác nhau, nhưng ở họ đều có một điểm chung, đó là sự nhiệt huyết trong lao động và trách nhiệm với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà đơn vị và công ty giao phó, xứng đáng là những tấm gương sáng của ngành điện Tuyên Quang.
Thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra trong những ngày vừa qua khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao và dễ dẫn đến tình trạng quá tải lưới điện cục bộ và thiếu hụt nguồn điện. Ngành điện đã tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở để tuyên truyền cho khách hàng chung tay tiết kiệm điện. Cùng với triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhân dân, Điện lực Sơn Dương đã tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở để tuyên truyền hướng dẫn cho khách hàng các biện pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm. Ngay từ những đầu tháng mùa mưa bão, thì đơn vị chúng tôi cũng đã có nhiều cái giải pháp, kế hoạch. Nhất là về vật tư, trang bị công cụ, dụng cụ thì chuẩn bị kịp thời để có thể sẵn sàng xử lý sự cố một cách nhanh nhất khi có sự cố xảy ra. Và cũng trước thời điểm đấy thì cũng đơn vị cũng đã sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao như Flycam, camera nhiệt đi kiểm tra toàn bộ cái vị trí xung yếu có nguy cơ cao gây sự cố và cũng lập kế hoạch để xử lý khắc phục kịp thời. Thời gian này, nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra với nền nhiệt độ từ 36 đến 37 độ, có thời điểm trên 38 độ, khiến lượng điện tiêu thụ cho các nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp tăng mạnh. Trước những diễn biến bất thường cực đoan của thời tiết, ngành điện đã chủ động nhân lực và phương tiện sẵn sàng khắc phục các sự cố, đảm bảo cung cấp điện phục vụ khách hàng trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, khuyến cáo khách hàng các biện pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm, hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao. Tôi luôn luôn nhắc nhở nhân viên và gia đình dùng tiết kiệm điện, sử dụng bóng LED và khi đi ra khỏi nhà là sử dụng tắt mọi thiết bị để cho nó tiết kiệm điện. Thứ nhất là cái thiết bị điện nó sẽ bền và thứ hai nữa là cái chi phí của sử dụng điện nó sẽ tiết kiệm hơn. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định an toàn, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trên lưới điện cũng như trong gia đình, ngành điện cũng mong muốn khách hàng cùng đồng hành chia sẻ và không ngừng nâng cao tinh thần tiết kiệm điện. Tháng 7 là tháng cao điểm xảy ra mưa bão, dông lốc, ảnh hưởng nhiều đến việc quản lý, vận hành và cung cấp điện. Do đó, ngành điện luôn nâng cao công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn lưới điện, cung cấp phục vụ khách hàng. Hiện đang là thời gian cao điểm xảy ra mưa bão, dông lốc trong năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lưới điện trong nhân dân. Công ty Điện lực tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tổ chức triển khai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công các tổ đội kỹ thuật tăng cường kiểm tra kiểm soát an toàn lưới điện, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục phục vụ khách hàng. Điện lực thành phố thì có tổ chức vận hành trực trên 24/24 để đảm bảo thông tin liên lạc sự cố phát hiện nhanh nhất, đảm bảo dòng điện cho bà con được xử lý sớm nhất. Những ngày này, cán bộ công nhân điện lực thành phố thường xuyên tiến hành kiểm tra các trạm biến áp, đường dây, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Kiểm tra các điểm xung yếu, thay thế các đường dây quá tải nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, đặc biệt trong thời gian cao điểm nắng nóng và bước vào mùa mưa bão. Để đảm bảo vận hành an toàn trong lưới điện trong mùa mưa bão ấy, thì đối với đội quản lý vận hành thì chúng tôi thường xuyên có các phiên kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất ngày cũng như đêm để kiểm tra phát hiện kịp thời các khiếm khuyết trên đường dây, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện phục vụ nhân dân. Xác định đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trong mùa mưa bão là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2023, công ty đã tiến hành tổng cải tạo lưới điện trên địa bàn, nâng cấp lưới 10 lên 22 kV để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục. Đồng thời, tập trung nhiều giải pháp, nâng cấp hệ thống điện, hạ ngầm các tuyến cáp, tự động hóa mạch vòng, xây dựng lưới điện thông minh nhằm chống quá tải lưới điện, giảm tổn thất điện năng, với mục tiêu đảm bảo cấp điện ổn định và chất lượng cho nhân dân trong mùa nắng nóng và mưa bão 2023. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục EVN Thắp sáng niềm tin số tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.